Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Nam ơi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một cao thủ à, Ngày hôm nay, khai à, Khải muốn sâu cho anh em một cao thủ khá là hot Đó là một cao thủ thiếu lâm Tống Giang Cho anh em cùng xem sơ qua cao thủ Tống Giang nha Tống Giang thì hiện tại ngày hôm nay Tống Giang đánh trận Tống Kim khá khác Với một con thiếu lâm đau, đã đánh cho mình được top 8 Với 75.000 điểm và 257 mạng Dứt nằm sơ 11 và tử vong 42 Và điện chạm cũng khá là cao, điện chạm 42 nha mời Thực sự với một điểm liên chạm khá tốt và chúng ta cùng chờ đợi xem thì xếp đồ của anh ta gồm những vật phẩm như thế nào Hiện tại như trên đầu của Tống Giang thì đã có cho mình đó là dòng Kim Tiên Phong Cầm cái năng một cấp Đó, Kim Tiên Phong cầm cái năng một cấp Kèm với một nạ cầm cái năng một cấp đó là hai cấp Kèm với một phi phần cái năng cũng có một cấp nữa là ba cấp ba cấp cái năng cũng có như thế nào Đó, ba cấp cái năng cũng có Rồi, ba cấp rồi kèm càng khôn hai hai cấp trên đầu nữa năm cấp cái năng cũng có năm cấp kỹ năng cũng có nha mọi người Rồi kèm với một bộ tây vô tương chạm 2 cấp là skill 9x thì sẽ có 7 skill 9x 7 skill 9x vô tiên chạm cho nam Đó, đây là một thủ lâm chúng ta nhìn sợ qua là đã có 7 skill 9x đó Trong phái thì đang sử dụng cho mình một cái đao nữa Ui, trong phái tính ra là trong phái 10, 8 skill trong phái nè mà Cái đa, tóc đánh 40 mắt ọc nữa nè mày Ui xôi <laughs> Nói chung anh em nhìn sợ qua thì một cái set đồ của Tống Giang là không gì được chơi nè mày Có thể nói rằng là Phật tổ nè mày, Phật tổ như lai like rồi nè mày Một trong những thiếu lâm có thể nói rằng là uh, no 1 xem với thời điểm hiện tại mà đánh tống kim top top 8 như thế này quá dữ rồi mà với 252 57 mạng thực sự chém quá khác và chúng ta còn tiếp tục xem set đô đó là sở hữu một set an bang hồng mỹ giá truyền kháng cả 16 nhận uh, kháng hỏa 26 nhận kháng băng 28 một ngọc bồi kháng cả 3 à, kháng độc 29 đây có thể nói là một set uh, an bang hồng mỹ nha mọi người tầm trung set an bang hồng mỹ tầm trung rồi tiếp tục là một cái nón xanh thủ lý 2540 khá đẹp mắt sinh lực nỗ lực Một cái áo đó, tím à, 40, 27 và 40 chón 20 à, sinh khí và một cái áo xanh mắt ộp hoàn toàn Một lần lưng 2540, 20 thân pháp sinh lực nỗ lực thủ lý làm chậm Một đôi giày 40 khăn lôi 40 và tổng khăn lôi 30 sinh lực nỗ lực Một cái ấn khăn họ 21, một à, tiết băng tinh kháng cảnh năm Một con ngựa vòng sáng bông tiêu à, bảo hộ 10 triệu cũng người vào hộ 10 triệu quá dữ. cũng nhìn sơ qua em thấy thì chắc chắc chắn là cái này đang có bảy cái năng cũng có nhiều mọi người. Năm cái neng có chứ. Một, hai vòng kim tiên phong là ba, chứ càng khôn trên đầu nữa là bốn nhá Quên Càng khôn trên đầu nữa là năm. Năm cái neng có. Một, hai, quá dữ luôn. Ba, ba là kim tiên phong như lại càng khôn nữa năm cái neng vẫn có. Năm cái neng vẫn có rồi mà. Cái này hai cấp nữa là có bảy skill nít bảy skill vô tiền chạm một cái bao tay khá đẹp đạt móc thời gian chống 40 và vô tiền chạm hai cấp chín nít kháng hỏa sinh lực lực và mô ha vô lượng hai cấp gọi là bao tay 22 Nói chung là bao tay này khá đẹp rồi nè mà hai skill chín nít một cái đao tứ không mắt ọp đỡ mà ở một xe vơi này một cái đao mắt ọp như thế này tương đương từ 25 cho đến 30 triệu có thể là 30 triệu hơn tùy người mua tiền người bán thôi tại vì là dao động thì khả năng thấy thì thấy thì tất cả mọi thứ thì một cái đao thực sự quá pin rồi mà đao mắt ổn hoàn toàn không dừng được chơi nha mày một đao mất ổn hoàn toàn rồi một cái nón thủ lý làm chậm một đai lưng thủ lý làm chậm thì đang có tám mươi làm chậm nha nam tám mươi làm chậm một cái áo chón kèm với bao tay đạt móc 80 này đạt mốc tám mươi chón luôn nha nam tám mươi chón tám chậm và một món khăn lôi quá chuẩn rồi một cái ấn khăn hộ hai quá ok rồi rồi ok Nói chung là tổng sách đồ của cao thủ này cũng khá là cao nè mọi Một con bông tiêu này nhìn vô, nhìn sơ, sơ vô này cũng đã thấy hơn 10 triệu nè Cái đao này hơn 25 triệu nè Cái bông tiêu này hơn 10 triệu là 35 nè Cái cái bao tay này ép phải ít nhất phải bèo lắm, phải 5 cũ nè mà Nó nồi ba bốn này là 10, 25, 35, cái này là 40 Sẽ đồng ban Hồng Mỹ này khoảng tầm 6 triệu thôi, khoảng 46 Trung tổng sách đồ này trên dưới khoảng 50 triệu nè mọi Cả vài, vài món tím này nữa Kèm cái ấn này nữa, ấn này khoảng tầm hơn 1 triệu nữa Thì chung là cả bông tiêu sẽ đồng Hồng Mỹ rồi đao mắt ợp bao tay tứ không và kèm những đồ tím như thế này thì khả nghĩ xét đồ này à, trên dưới 50 triệu này mày trên dưới 50 triệu bạc này đang top 2 server này mày đang top 2 server nha mọi người một trong những có thể nói là một trong những thiếu lâm đào no một server cho đến tính đến thời điểm hiện tại bây giờ nha mọi người quá dữ luôn rồi anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại cho Ờ, à, cao thủ uh, à, để cho cao thủ một tấm tổ, giang một like cho xã hội cho anh em ơi và ngày hôm nay thì khẳng được top 10 nè em ơi phút cuối anh em